Qua thống kê của ngành chuyên môn, từ sau Tết đến nay, các doanh nghiệp tại Long An đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 18.000 vị trí việc làm. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng đăng tuyển trên nhiều kênh khác nhau, trong đó có đơn vị cần tuyển dụng đến vài ngàn lao động. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, các nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều sau Tết là may mặc, giày da, túi xách, chế biến thủy sản, thực phẩm, kỹ thuật điện, cơ khí, vận hành máy. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ biến chiếm hơn 95%. Với vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn thì sẽ phối hợp tốt với Sở Lao động Thương binh Xã hội, sẽ giới thiệu các cái doanh nghiệp này đến Trung tâm Giới thiệu Việc làm của tỉnh, cũng như là trên các cái sàn giao dịch việc làm, cũng như là giới thiệu các cái công ty mà cho thuê lại lao động để làm sao hỗ trợ kịp thời cho các cái doanh nghiệp để có cái nguồn lao động để đáp ứng các cái đơn hàng ngay từ đầu năm. Qua khảo sát của Liên đoàn Lao động tỉnh, thị trường lao động năm nay cũng có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì ổn định. Nhiều đơn vị đã tranh thủ tìm kiếm đơn hàng, mở rộng đối tác. Do đó mà nhu cầu tuyển dụng thêm lao động của các doanh nghiệp sẽ tăng trong quý 2.